Xin chào tất cả anh em đang theo dõi và đăng ký kênh Điện Mặt Trời Sắp Solar. Theo yêu cầu của rất nhiều anh em muốn mở chiếc nắp của chiếc Lumen Chi này ra để xem ruột gan bên trong của chiếc biến tần này. Đây là chiếc biến tần Hybrid có công suất là 4kW đấy anh em nhỉ. Đấy, chạy hệ lưu trữ là 48V nhé. Đấy, cái này thì em sẽ quay chi tiết để cho anh em xem về cái thông số kỹ thuật sau. Còn trong video này mục đích chính là mở cái ruột này ra để cho anh em xem. Thì khi các bác mua biến tần bên em thì các bác rất là yên tâm, bởi vì là bên em sửa chữa biến tần năng lượng mặt trời. Đây các bác có thể thấy này, tầm này đang 10 rưỡi đêm nhé. Thì bên em cũng đang làm gấp rút cho khách những chiếc biến tần người ta mang đến sửa chữa. Đấy, cũng có là để lâu là các bác là rất là xót ruột. Đấy, thì tất cả các bác mà mua biến tần Lumen Chi hoặc là các biến tần khác thì sau này bên em sẽ hỗ trợ sửa chữa cho các bác. Đấy, đặc biệt là chiếc biến tần Lumen Chi này thì sau này các bác mua ở nơi khác thì cũng về bên em bảo hành hết nhá. Đấy, chính vì vậy mà các bác cũng sẽ rất là yên tâm khi mua hàng ở bên em. Bên em đang cung cấp ra thị trường cái dòng 4kW, 5,5kW và 6kW thương hiệu Lumen Chi đây. Đấy, thì bây giờ em sẽ mở ra để anh em cùng đánh giá nhé. Đây, bây giờ thì em đã tháo xong cái chiếc biến tần này nhé. Bây giờ em sẽ mở ruột nó ra để cho các bác xem. Mở ruột ra để xem sơ bộ về cái chiếc biến tần Lumen Chi 4kW này. Đấy, thì những cái chiếc biến tần 5,5kW hoặc là 6kW của Lumen Chi thì trong kênh của em đã giới thiệu và cho các bác xem ruột của nó rồi. Đấy, tất cả những cái video mà em mổ ruột này ra thì đều kênh của em ra trước. Đấy, kênh của em ra video trước. Đấy, các kênh khác mà bán cái dòng biến tần này, người ta cũng đã học theo cách của em nói để người ta chém gió lại. Đấy, thì bây giờ các bác có thể cùng quan sát một lượt nhé. Đây, bây giờ em sẽ đánh giá sơ bộ về cái chiếc biến tần này. Trước tiên là về cái cầu đấu. Đấy, cầu đấu của thằng PV và AC output và AC input thì nó làm cái cầu này, các bác nhìn này, cầu nó rất chắc chắn và cầu này rất là đẹp. Đấy, cầu này rất là đẹp. Đấy, tiếp theo là hai con tụ của thằng mạch cầu H. Đấy, nói đến mạch cầu H thì chắc chắn là anh em biết rồi, đúng không? Đấy, còn đây là cái bo mạch của thằng DC. Đấy, với cái thiết kế cái bo mạch của thằng DC này thì chiếc biến tần này nó có thể chạy trực tiếp từ tấm pin mặt trời mà không cần bình ắc quy lưu trữ. Đấy, đây các bác có thể quan sát về cái con IGBT của thằng này nhá. Đấy, với thiết kế rất là to. Đấy, với thứ hai nữa là cái dòng của nó, cái điện áp của nó chịu được là lên tới 1.200V. Đấy, điện áp chịu của nó lên tới 1.200V, trong khi những cái hãng khác có công suất là 5kW hoặc 6kW thì nó chỉ chịu được khoảng 650V. Đấy, riêng cái thằng này nó đã thiết kế 1.200V. Đấy, với cái con IGBT nó to như thế này, nó làm việc thì nó sẽ rất là hiệu quả và nó không bị nóng. Đấy, giúp cho cái hệ mạch của nó thì nó rất là mát. Đấy, bên này là những cái con móc fit anh em nhìn. Đấy, các bác có thể thấy này, con móc fit nó cũng to gần như gấp đôi những cái dòng khác. Đấy, thì ở những cái con móc fit này với cả cái con IGBT này là những cái bộ phận mà làm việc là mệt mỏi nhất trong cái toàn bộ cái bo mạch của cái thằng biến tần này.
Đấy, chính vì vậy mà nhà thiết kế người ta cũng đã nghiên cứu và thiết kế những cái chiếc IGBT và con MockFit, đảm bảo về, có nghĩa là dư công suất để tải thì nó sẽ rất là bền. Đấy, đây nó thiết kế đây là hai quận lọc sóng sin. Đấy, phần này là một quận lọc MEPT. Đấy, quận lọc MEPT. Đấy, các bác có thể thấy này, quấn rất chắc chắn và nó rất cẩn thận là bọc một cái lớp nhựa trên này để tránh bụi vào bên trong. Về phần nước sơn, chống bám bụi và chống ẩm thấp. Đấy, các bác nhìn cái nước sơn của nó này. Đấy, nước sơn của nó nhá. Đấy, nước sơn của nó quá đẹp luôn. Đấy. Đấy, với cái nước sơn này thì nó có tác dụng rất là lớn, nó tránh ẩm, tránh bụi. Đấy, thì với những cái bo mạch mà nó có cái lớp sơn phủ này kém thì những cái chân của linh kiện thì nó rất dễ là bị rỉ. Đấy, rất dễ bị rỉ. Còn đây là cái bo mạch chủ anh em này. Bo mạch chủ nó thiết kế là rời. Đấy, cái này thì nó sẽ rất là dễ thay. Đấy, rất là dễ thay. Đấy, trong cái con IC của nó đây, con IC nằm ở phía trong này. Đấy. Đấy, con IC của nó được tráng một lớp keo. Đấy, cái lớp keo này thì nó có tác dụng bảo vệ cái chân của con IC, nó không bị ẩm hoặc là không bị rỉ. Đây, các bác có thể quan sát này, cái IC của cái thằng màn hình đây là các bác biết này. Đấy, này quay gần cho các anh em xem. Đấy, nó phủ một lớp keo lên như này. Đấy, đây là những cái phần rất là quan trọng, con IC rất là quan trọng. Đây, các bác có thể quan sát về cái phần trên của nó này. Đây là cái bo mạch tích hợp của Bluetooth cũng như là Wi-Fi. Đấy, có nghĩa là chiếc beta này nó đã tích hợp sẵn Bluetooth và Wi-Fi ở bên trong máy rồi. Chính vì vậy mà các bác có thể nhìn ở phía bên ngoài này là không thấy phần Wi-Fi. Thường thường thì những cái chiếc bên tần nó có một cái cục Wi-Fi đi kèm, nhưng mà chiếc bên tần này cũng như chiếc 5,5 kg hoặc 6 kg, các bác có thể thấy nó không có cái cục Wi-Fi đi kèm. Đấy, mà đây chính là nó tích hợp sẵn. Đấy, nó tích hợp sẵn. Tiếp theo các bác có thể quan sát nó thiết kế những cái chiếc cầu chì của phần DC. Đấy. Chiếc cầu chì này có tác dụng rất lớn khi anh em đấu ngược cực nhá, của thằng PV. Đấy, đấu ngược cực của thằng PV thì những cái con cầu chì này nó sẽ là cái con nó cắt đầu tiên. Đấy, đấy là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, trong cái trường hợp mà quá trình sử dụng ở bên trong này nó có vấn đề gì chập ở bên trong phần DC thì con cầu chì này nó sẽ cắt để tránh gây thiệt hại lớn về những cái bo mạch, bảo vệ bo mạch ở bên trong. Với thiết kế cái cầu của đấu battery, có nghĩa là đấu bình ắc quy đấy, các bác nhìn này, hai cái đầu này, ký hiệu là bát cộng và bát trừ. Đấy, nó được gắn liền vào cái mạch này luôn. Đấy, nó rút ngắn về cái khoảng cách từ cái bo mạch đi lên cái cầu nó rất là gần. Đấy, như vậy là nó dẫn dòng rất là tốt. Đây, bây giờ các bác cùng xem. Đấy, tất cả những cái chân cầu đấu như này nó làm tất bằng ốc inox rất là to nhá. Nó thiết kế như thế này thì các bác cứ yên tâm về vận chuyển. Đấy, quăng quật thoải mái, không bao giờ sợ bong, không bao giờ sợ long mạch. Đấy, tất cả cái chân của nó, các bác nhìn những con ốc rất là to nhá. Đấy, và bây giờ em sẽ thử cái con ốc của nó, cái con ốc phía ngoài nhá.
con ốc phía ngoài, xem nó thiết kế bằng ốc inox hay là ốc bằng sắt. Đây thì bằng cách thì em sẽ lấy một cái ốc này, em sẽ cho vào cục nam châm xem nó bắt hay không là bên ngay nhé. Đây là cái nam châm của cái tu vít. Đây anh em nhìn, đây em để đây, đây không bắt tí nào luôn nhé. Đấy, không bắt tí nào. Đây đấy, cho ra đặt vào đấy. Như vậy cái ốc này nó thiết kế bằng inox, tất cả các ốc ở bên này tất đều bằng inox hết. Đấy, như vậy các bác có thể thấy cái biến tần này nó chất đến từng con ốc. Đấy các bác ạ. Về phần thiết kế cái tản nhiệt bằng nhôm thì nó thiết kế hai thanh tản nhiệt bằng nhôm. Với cái hai thanh này, nếu các bác quan sát để ý thì cái phần tua ra của nó đây rất là dày nhá, so với những cái dòng khác, Đây bây giờ em sẽ cho các bác xem cái mạch. Đấy, cũng là cái mạch, cũng là cái tản nhiệt. Đấy, đây các bác nhìn này, cái tua da của nó này rất là mỏng nhá. Đấy, tua da rất là mỏng. Đấy, với những con này thì tua da của nó rất là dày. Rất là dày anh ạ. Dày và chắc chắn, mình cảm giác như là nó thành một cái khung khối rất là chắc chắn. Đấy, giúp tản nhiệt tốt hơn. Một cái phần thiết kế rất là quan trọng đó chính là một cái túi bóng anh em nhìn. Cái túi bóng này được bao trùm từ cái quạt tản nhiệt. Đấy, từ cái quạt tản nhiệt. Đấy, ôm trọn cái phần tản nhiệt phía bên trong máy và thổi ra phía đằng này. Đấy, thì giúp cho toàn bộ cái hệ thống của cái bo mạch này nó làm việc rất là mát và tập trung. Ở phía bên đằng dưới phía trước thì các bác có thể thấy họ thiết kế hai cái quạt tản nhiệt không chổi than anh em nhé. Đấy, hai quạt tản nhiệt không chổi than. Đấy, và hai quạt tản nhiệt này thì nó có cái độ ồn cực kỳ thấp. Đấy, ví dụ như các bác mà đang sử dụng những bác nào mà đang sử dụng lắc power là các bác có thể biết ngay là cái độ ồn của con lắc power nó rất lớn, rất to. Đấy, một số anh em không thể chịu được thì phải thay. Đấy, phải thay cả biến tần. Đấy, bởi vì là nhiều bác để ở trong nhà. Đấy, biến tần lắc power các bác để ở trong nhà thì cái độ ồn của nó rất to, không thể chịu được. Nhưng với cái dòng này thì nó thiết kế cái quạt tản nhiệt theo tiêu chuẩn châu Âu. Đấy, cho cái độ ồn cực kỳ thấp, hầu như là các bác không nghe thấy. Đấy, hầu như là các bác không nghe thấy. Và cái quạt này nó đạt chứng chỉ CE, đấy, GOHS luôn. Đấy, đây là những cái chứng chỉ tiêu chuẩn của quốc tế về ngành điện tử. Đấy, đạt tiêu chuẩn. Đấy, thì nhìn về cái phần kết cấu cũng như là cái đánh giá sơ bộ cái biến tần ruột, biến tần Lumen Chi 4kW này thì nói chung nó thiết kế khá là ok anh em nhé. Đấy, và cái tụ này, các bạn nhìn cái tụ này. Đấy, nó được sản xuất tại nhà máy của Nhật Bản đặt bên Trung Quốc. Đấy, với những cái con linh kiện ở bên trong kia thì cũng không thể nhìn sâu vào được, nhưng mà nhìn vào cái hai con tụ này nó là của thằng Nhật Bản nhé, nhà máy Nhật Bản ở đặt tại Trung Quốc. Đấy, thì khi người ta mà đã đặt cái dòng tụ này thì nhiều linh kiện khác của nhà máy thì nó cũng sẽ đặt theo. Đấy, chính vì vậy mà linh kiện của nó các bác nhìn toàn linh kiện chọn lọc luôn. Đấy, dòng nội địa chung. Đấy, chiếc biến tần này nó hỗ trợ pin mặt trời là 4500W. Đấy, giải điện áp vào từ 120 đến 450 VDC. Đấy, với cái dòng với cái điện áp hở mạch là 500V. Thì qua nhiều cái thời gian chạy thử cái con này
Đấy, bởi vì là trước khi mà nhập về thì phải test thử cả tháng, 2 tháng rồi. Đấy, bắt đầu mới nhập về. Thì đã thử cái công suất của pin mặt trời nó hỗ trợ rất là cao. Miễn sao là cái điện áp nó ghi là 4.500W này, nhưng mà các bác có thể dùng hơn được rất nhiều. Miễn sao là cái điện áp hở mạch của tấm pin mặt trời các bác không để quá 500VDC là được. Đấy, không để quá 500V nhé. Điện áp hở mạch ở tấm pin. Đấy, với bất kỳ một cái tấm pin nào thì nó cũng đều có cái điện áp hở mạch. Các bác để ý cái thông số của nó thì các bác có thể mắc nối tiếp những cái tấm pin mặt trời không quá 500V là nó chịu được hết. Còn cái công suất thì nó có thể chịu được cao hơn. Đấy. Thì trong cái video này thì em cũng đã đánh giá sơ bộ để cho anh em xem về cái ruột bên trong của chiếc bến tần 4kW thương hiệu Lumen Chi. Thì các bác nào có chuyên môn kỹ thuật thì các bác nhìn vào đây là các bác cũng đã biết được cái về cái chất lượng của cái dòng sản phẩm này. Mặc dù nó đạt cái IP là 21 nhưng mà nó thiết kế những cái linh kiện cũng như là cái bo mạch của nó rất là chất lượng. Đấy, chất lượng ngay từ cả những con ốc ở phía ngoài. Đấy, thì cái bác nào mà cần tư vấn gì về năng lượng mặt trời hoặc là các bác sửa chữa bến tần thì các bác cứ liên hệ với em qua Zalo đã để trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.